Hello, xin chào bạn, mình An. Hôm nay chào mừng bạn quay trở lại tiếp tục với tựa game Weapon Fighter. Và hôm nay là ngày thứ tư của update rồi. Không biết các bạn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong sự kiện event này chưa? Và hôm nay mình sẽ hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này. Chúng ta còn cần 1.500 điểm ở trong chế độ Champion này. Hôm nay thì mình sẽ đánh nốt để hoàn thành. Và đi Champion này thì sợ nhất gặp các bạn đánh Spell. Với những bạn đánh Spell mình đã gặp đến khoảng 5 nô. Đam Spell 5 nô thì khả năng là mình không đánh được. Và những bạn đánh spell thì có thể đam vũ khí bạn thấp nhưng mà đam spell cực khủng luôn. Và mình có thay đổi spell nào nhưng không được được 5 nô các bạn. Nếu mà được 2,5 nô thì có hàng vẫn thắng các bạn 5 nô. Nhưng mà đam giờ đam những bạn spell kinh khủng. Và rồi mình biết có một bạn thấy bảo đánh đam pet và tất cả những gì liên quan pet thì các bạn sẽ dùng đam cực khủng luôn. Và không biết thực hư thế nào thì hôm nào chắc có lẽ mình sẽ test thử cái đam pet như thế nào nhé. Còn với các bạn nào đã đánh weapon rồi, các bạn muốn đổi sang đam spell cũng mất khá nhiều thời gian đấy các bạn ạ. Nó rất dở ương ương. Rồi hôm nay thì các bạn thấy tất cả nhiệm vụ của mình hoàn thành xong rồi. Chúng ta qua map 20 để mình nhận cái phần thưởng mới này, nhìn cho nó rõ nét xem nào. Thì mình sẽ tắt hết tất cả cái hiệu ứng của pet đi. Hiện tại thì mình đang dùng cái sắp xếp vũ khí có chữ X. Đây, mình sẽ nhận nốt phần quà này. Nhận nốt những cái lần mở quay hàng ngày mình. Đây, cái này cộng chúng ta có 100% đam đấy các bạn, nó không được bao nhiêu đâu. 100% đam của gốc. Đam gốc của chúng ta nên không được mấy đâu các bạn. Nó không thay đổi gì bao nhiêu đâu. Có cái tích kiểu hành đại rồi, không nhiều cái cộng 100 thì được. Rồi, chúng mình sẽ thử trang bị luôn nhá. Cái này trước đây mình cộng 300% này. Cái này cộng 100 thôi, mình trang bị vào xem nào. Ui, cái gì thế này? Dừng khoảng chừng là 2 giây. Hóa ra mình cứ tưởng sắp xếp vũ khí kiểu gì các bạn ạ. Nó quay vùng quanh người mình. Nó khá là dị. Mình xem là không biết ông nào ông thiết kế cái kiểu sắp xếp vũ khí này nữa. Chắc hết cách sắp xếp rồi. Tự nhiên nó che hết cả nhân vật. Nó không nhìn ra cái gì cả. Rồi mình sẽ thử thay tất cả những vũ khí mà cùng nhau vào nhá. Dùng tất cả ESO vào có nghĩa là nhìn ESO tích và map vào sẽ nhìn nó đẹp hơn. Nếu vũ khí đồng màu để mà thập cẩm nghe nhìn nó khá là dị, nhìn không biết nhân vật nó mặc cái gì nữa. Đây có lẽ là cái cách sắp vũ khí mà mình thấy xấu nhất thì chưa. Ok, nhìn nó dễ nhìn hơn chút. Vậy chúng ta dùng tất cả một loại vũ khí thôi, nó đồng màu hơn. Ít nhất thì nó không có Celestial và Hono Cine 3 cộng nên màu nó cũng bớt nhạt hơn. Cái này nhìn nó thanh nhã hơn, dễ nhìn hơn các bạn ạ. Chứ còn dùng tất cả những vũ khí thập cẩm thì khá là xấu. Vậy nên cái này mình sẽ dùng thử thôi, chứ còn để nhìn nó khá là cùi. Ok, nhân tiện một cách bố trí vũ khí mới này, qua xem boss test thử luôn nào. Liệu được tốt hay không này. Bên này là boss nó sẽ tăng đam gì? Sợ nhất tăng đam spell các bạn. Đây thấy khá nhiều pro rồi. Rồi cứ đổi spell và nắp pet vào đã. Đi anh boss này để tiết kiệm thời gian đỡ như là nhiều lần thì chắc chắn là vẫn phải dùng hai búp mà nhân 2 đam và nhân 1,5 đam. Những hai cái đấy thì khá là nhiều rồi. Cái boss tăng dùng thêm con boss đánh con pet tăng đam khi đánh boss nữa. Hôm nay thay đổi khẩu vệ chút là mình sẽ vào đây để mở xoay vòng quay hàng ngày nhá. Hiện tại thì mình quay gần 2.000 lần các bạn. Mình đã từng nói với các bạn nếu mình quay trong vòng 2.000 lần ra thì mình sẽ dành 2.000 ra đi để dành làm giveaway tặng các bạn, nhưng khả năng nó không thành công rồi. Tại chúng ta chỉ còn hơn 10 lần nữa thôi, đến 2.000 lần rồi các bạn. Khả năng hơn 2.000 lần mà mình không ra thì chắc chắn nó phải mắc 4.000 rồi. Như vậy thì vũ khí này của mình khá xa vời. Mình đã thử đổi qua vào tháp quay và hôm nay thì quay thêm ở trong server bot này. Có gì thay đổi không? Khả năng là không có rồi. Vẫn khá là mịt mờ. Mình khá đi ăn với vòng quay may mắn hàng ngày này. Chưa bao giờ mình quay được cái vũ khí nào ra hồn. Trước giờ mình quay duy nhất cái vật cưỡi là con Phượng Hoàng thôi. Rồi, như vậy thôi đánh boss các bạn ạ. Tiếp tục nào, boss hôm nay thì tăng đam weapon 100%. Ôi dục, không biết đủ 10 giây không? Đúng 9 giây chết con boss, xem vờ. Xuất hiện đây 3-4 pro rồi. Và mình chỉ được top 2 thôi các bạn ạ. Tranh nát hit thì khá là khó với chớp nhoáng như vậy. Ok, quay trở lại với server đây nào. Hôm nay thì mình đã đến level 47 ở trong cái gói pet nó phát này rồi. Nhận khá nhiều phần thưởng và hầu như nhiệm vụ mình hoàn thành nốt rồi. Còn 3 level chắc mình mở nốt. Trong nhóm mình sẽ test thử cái vật cưỡi mới này xem nào. Nó là chiếc thìa ăn chè các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ mất 79 ra đây trong một level. Mình mua cả 3 level luôn các bạn ạ.
Để mình sẽ review luôn cho bạn cái vật cưỡi mới này nhá. Rồi hôm đầu tiên update nó có lỗi bug. Nhưng mà lỗi đấy sau khi nó sửa rồi. Ok, vật cưỡi mới đâu rồi. Đam chỉ cộng 100% thôi. Wow, nhìn đẹp đấy. Wow, nhìn khá là hay các bạn ạ. Đúng mà nó thiết kế cho mình ngồi trên thìa hoặc là nằm gối đầu trên cái tròn tròn gọi là cái gì, nhân chè à? Có lẽ mình thấy sẽ thích đẹp hơn là đứng như thế này, kẻ mình nhân vật được nằm trên cái thìa này thì ngon các bạn ạ, mình sẽ thấy đẹp hơn. Còn được vật cưỡi mới này nhìn khá hấp dẫn này, nhìn xa thì nó giống cái toilet hơn nếu không quấy muỗng. Ồ, như vậy mình sưu tập khá nhiều vật cưỡi này, và mỗi map mới chúng ta đều có vật cưỡi mới ra, không mua thì tiếc các bạn ạ. Rồi ok, sau khi lên được level 50 rồi thì cái vũ khí trong Penavat này chắc là mình cũng nên lên luôn xin đi 2 cộng và xin đi 3 cộng luôn thôi. Để kích lên xin đi 2 cộng trước nhá. Mình sẽ đi mua thêm 8 spot ở map 39 nữa. Rồi chúng ta vào xem cái búp à. Với gói Penavat này cái búp nó thôi. Đây. Nhìn khá đẹp thôi. Hiện tại thì mình đang vào 499 và búp cộng 9,6 QC cho team 5. Map thì cộng 6% rồi, Naki thì cộng 1.4 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mua thêm 8 spot nữa đi để nâng lên xin đi 3 cộng luôn. Xem cái búp team 5 nó tăng lên không nhá. Ồ, vẫn thiếu spot nữa. Ok, đủ rồi. Huân chương mình gần hết rồi các bạn. Ồ, nâng luôn lên rồi. Như vậy chúng ta đã lên được xin đi 3 cộng rồi. Chúng ta xem cái búp của nó tăng lên bao nhiêu này. Chỉ đeo cộng thì nam là 26,8 QC và búp team 5 cộng 14,4 QC. Wow. Như vậy mỗi vũ khí các bạn trang bị sẽ được cộng 14,4 QC này. Xịn thật sự đấy. Cây này thì qua map thì nó hơi phế phế tí thôi, nhưng mà thực ra nó vẫn khá là mạnh. Để chúng ta phải dành ít nhất là 499 ra đi à mà. Để nên mắc cộng 25 luôn các bạn nhé. Nên được 60 QC này. Đang tăng khá là nhiều đấy. Ngồi búp thì vẫn thế thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó ít kinh nghiệm vào đây xem nào. Hiện tại mình hình như đang có khoảng khá nhiều những quả Hono XP đây. Tiếc là quả tím rất nhiều thôi. Với map bây giờ nó cho đổi XP, nhưng XP các bạn có nhiều nhưng bạc lại không có nhiều. Không cho đổi bạc thì thật là buồn. Thôi, mình sẽ cộng thêm 24,62 AC nữa. Nó hơi dư chút. Chắc mình xem nếu mà mình sẽ cho đủ nên level 513 thôi, nếu bỏ bớt mấy quả lại các bạn. Chắc mình chỉ nâng đến tầng này hoặc là tầng 300 QC thôi. Nếu tạm thời chúng ta sẽ nâng đến tầng này. Đến cái này đã. Với 272 QC và level 513. Vậy mình sẽ nâng luôn thôi. Vậy ngay lập tức từ cây khá bình thường thôi. Hiện tại mình đã có cây Cindy 3 cộng và đam là 272 QC rồi. Búp thì cực kỳ xịn rồi. Khá là ổn là mấy cái búp này các bạn. Thường thì mỗi cây này chúng ta sẽ dùng được khoảng 2 map hoặc là 3 map gì đấy. Tuy rằng búp Lucky nó không tác dụng. Và map sau thì búp Lucky không tác dụng rồi. Nhưng búp team 5 mà búp map cộng 60% này ta vẫn duy trì được khoảng 2 3 map nếu không có vũ khí hơn. Và nay mình sẽ nâng cấp các bạn nghĩ cái spell mới này cực kỳ xịn sò, đam cực khủng luôn các bạn. Nay mình sẽ nâng lên level 30 đi. Hiện tại thì mình chỉ duy nhất có một cái arc này có cái spell này. Nên để nâng max level thì khá là lâu nếu mình không mua chat. Nó chat thì nó khá là mạnh, là 20G đến 25G một cái cơ. Hôm nay thì mình nâng level 30 rồi. Đam 57,3 nô. Wow. Cực khủng luôn. Với tổng đam vũ khí của mình có hơn 10 nô thôi mà đâm. Độc với đam spell của cây này mỗi lần ra đã 57,3 nô rồi. Đến level 30 đang xin đi 2 cộng nhá. Còn nên nên xin đi 3 cộng rồi. Chúng ta cần 30 cuộn giấy cơ. Tốn khá nhiều. Với 30 cuộn giấy này thì ta sẽ mất rồi 90k kim huân chương. Hiện tại thì mình không đủ rồi. Mới nên được xin đi 3 cộng và đam là 71,6 nô. Cái này nếu mình nắp cái spell giảm hồi chiêu vào thì chắc nó xuống còn khoảng 9,8 giây cho một lần xuất hồi chiêu. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả bạn xem video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình like, subscribe, đặc biệt nhớ chuông thông báo để tham dự giveaway cuối tuần của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.